Các bạn đang nghe truyện ngộ tính nghịch thiên ta tại chư thiên sáng pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 28, Khảo Hạch Mấy ngày trước tớ lại xem qua thông báo nhập ngũ, phát hiện tên của bạn học Lâm Nguyên đã không còn trong danh sách nhập ngũ nữa. Đúng lúc này, Triệu Tề Văn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Lời vừa dứt, mọi người lập tức ngây ra. Đặc biệt là Hoắc Thanh Diệu, sắc mặt cậu ta trực tiếp cứng đờ. Cậu ta không phải kẻ ngốc, biết rõ muốn thoát khỏi danh sách nhập ngũ khó khăn đến mức nào đặc biệt là loại nhập ngũ cưỡng chế này vừa rồi cậu ta tuy nói sẽ về hỏi bác cả nhưng cũng chỉ là hỏi cho có lệ cậu ta đoán bác cả cũng chẳng có cách nào cho dù có cách cái giá phải trả cũng vô cùng khủng khiếp căn bản không thể nào làm vậy vì một người ngoài thế nhưng bây giờ tên của lâm nguyên thật sự đã biến mất khỏi danh sách không thể nào tớ phải hỏi nữ thần trí tuệ Hoắc Thanh Diệu lập tức kết nối mạng, phát hiện tên Lâm Nguyên không còn trong danh sách, liền lập tức xin kết nối với nữ thần trí tuệ, tra hỏi lý do Lâm Nguyên được miễn nhập ngũ. Ngay sau đó, một giọng nữ trang nghiêm vang lên bên tai Hoắc Thanh Diệu. Cảnh cáo, công dân cấp một Hoắc Thanh Diệu, anh đang tra hỏi nội dung vượt quá quyền hạn, nghi ngờ vi phạm điều 560 hiến chương. Hiện tại tiến hành cảnh cáo lần thứ nhất, nếu tiếp tục tra hỏi, sẽ bị đưa ra tòa án tối cao xét xử. Nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lùng của nữ thần trí tuệ, sắc mặt hoắc thanh diệu trắng bệch, sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Tòa án tối cao của liên minh nhân loại vũ trụ, xưa nay đều là nơi xét xử những tội phạm cùng hung cực ác, những kẻ bị tòa án tối cao xét xử, không ai không gánh trên lưng những vụ án trọng đại, gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Thanh Diệu là ai? Sao xứng đáng để tòa án tối cao bỏ thời gian ra xét xử? Răng Hoắc Thanh Diệu rung lên, hai chân không nhịn được mà run rẩy lúc này hoắc thanh diệu đang vô cùng hoảng sợ nữ thần trí tuệ một trong ba vị nữ thần trí năng tối cao của liên minh nhân loại vũ trụ sở hữu quyền hạn gần như tuyệt đối ngay cả những vị tinh chủ cao cao tại thượng trước mặt ba vị nữ thần cũng phải cung kính không dám biểu lộ chút bất mãn nào chỉ sợ làm giảm đánh giá của mình trong mắt các nữ thần giờ đây nữ thần trí tuệ đích thân giáng lâm vào ý thức của hắn nghiêm khắc cảnh cáo Hoắc Thanh Diệu cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cái gì? Hoắc Thanh Diệu còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy Sở Sĩ Ngọc bên cạnh mặt mày trắng bệch. Sự kinh hãi của cậu ta còn hơn cả Hoắc Thanh Diệu. "Cậu cũng đi tra thông tin của Lâm Nguyên?" Hoắc Thanh Diệu hỏi. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn những người khác, cảnh cáo, "Các cậu tuyệt đối đừng đi tra thông tin cá nhân của Lâm Nguyên." Ngay cả hắn tra thông tin cá nhân của Lâm Nguyên cũng bị nữ thần trí tuệ cảnh cáo. Huống chi là những người khác. Mọi người đều là bạn học, quan hệ cũng không đến mức ác liệt, không cần thiết phải nhìn đối phương bị nữ thần trí tuệ cảnh cáo. "Hả?" mấy cô gái đều ngơ ngác. Hoắc Thanh Diệu đơn giản kể lại trải nghiệm của mình. "Vậy rốt cuộc Lâm Nguyên có lai lịch gì, thông tin cá nhân của cậu ta lại được nữ thần trí tuệ mã hóa?" Sở Sĩ Ngọc phản ứng lại, sắc mặt khó coi nói. "Mặc dù trong thời đại văn minh nhân loại vũ trụ thông tin cá nhân của công dân thuộc về quyền riêng tư. Nhưng hắn ta vừa rồi chỉ muốn tìm hiểu, vì sao tên của Lâm Nguyên lại bị xóa khỏi danh sách nhập ngũ, vậy mà đã bị nữ thần trí tuệ cảnh cáo, mức độ bảo vệ thông tin cá nhân như vậy, chỉ có những nhân tài đặc biệt hiếm hoi, công dân cấp cao mới có. Chẳng lẽ Lâm Nguyên có liên quan đến hai khía cạnh này, dù có lai lịch gì thì lần này tôi cũng mất mặt quá rồi. Hoắc Thanh Diệu mặt đỏ bừng, vừa rồi hắn còn trước mặt mọi người, hùng hồn nói sẽ đi hỏi bác cả xem có thể giúp lâm nguyên được không kết quả đối phương căn bản không cần hắn giúp tên đã sớm bị xóa khỏi danh sách triệu tề văn cậu đã biết lâm nguyên được miễn nhập ngũ từ sớm như vậy có phải biết thêm điều gì không sở sĩ ngọc dường như nghĩ ra điều gì nhìn triệu tề văn đang ngồi bên cạnh mấy người khác lập tức sáng mắt ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào triệu tề văn quả thật vừa rồi triệu tề văn là người đầu tiên nói lâm nguyên đã không còn trong danh sách nhập ngũ rõ ràng triệu tề văn biết nhiều hơn bọn họ tớ cũng không biết nhiều triệu tề văn lắc đầu do dự một chút thành thật nói chỉ là mấy ngày trước tớ làm thêm ở phòng bán hàng của khu thủy nguyệt mới mở bán phát hiện lâm nguyên ở đó trực tiếp mua một căn hộ lời vừa nói ra mọi người đều hít một hơi khí lạnh khu thủy nguyệt nổi tiếng không nhỏ khi mới khai phá đã quảng cáo rầm rộ là khu dân cư cao cấp thực sự, giá mỗi căn đều trên 10 triệu. Nếu Triệu Tề Văn không nói dối, Lâm Nguyên tuyệt đối là học sinh giàu có nhất trường bọn họ. Dễ dàng chi ra 10 triệu, ngay cả Sở Sĩ Ngọc cũng khó làm được, trừ khi mượn quan hệ trong nhà để vay tiền. Không phải Sở gia không có tài sản 10 triệu, mà là Sở Sĩ Ngọc không đại diện được cho Sở gia. Hoắc Thanh Diệu và Sở Sĩ Ngọc nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Hai người bọn họ tranh đấu trong lớp 3 năm chắc hẳn đều bị Lâm Nguyên nhìn thấy. Nghĩ đến bối cảnh của Lâm Nguyên, chắc hẳn nhìn bọn họ tranh giành hơn thua, cũng giống như xem kỹ làm trò hề. Triệu Tề Văn liếc nhìn Hoắc Thanh Diệu và sở sĩ Ngọc đang ủ rũ. Cô còn có một chuyện chưa nói, đó là vương quản lý của phòng bán hàng Thủy Nguyệt, đối xử với Lâm Nguyên giống như cháu trai gặp ông nội, vô cùng cung kính. Tập đoàn bất động sản Thủy Nguyệt là một đại gia nổi tiếng, thị trường trải rộng trên hàng chục thành phố xung quanh, Vương quản lý lại có quan hệ với mấy vị lãnh đạo thành phố Đông Ninh, vậy mà trước mặt Lâm Nguyên lại biểu hiện như vậy. Triệu Tề Văn nghĩ đến đây liền cảm thấy ớn lạnh, mình lại cùng một đại nhân vật như vậy ở chung sớm tối 3 năm, nếu Triệu Tề Văn khẽ cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Nguyên lại có lai lịch lớn như vậy, Đỗ Tuyền có chút choáng váng, cậu ta quen Lâm Nguyên 3 năm, lúc này lại cảm thấy chưa từng thực sự quen biết Lâm Nguyên. Hiệp hội tiến hóa giả một chiếc xe bay màu đen lặng lẽ lái tới. Xe bay dừng lại, Lâm Nguyên từ trên xe bước xuống. Đây chính là hiệp hội tiến hóa giả sao, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên cảm giác kỳ lạ. Trước mặt là một tòa nhà màu xám, vô cùng kín đáo, thậm chí không có bản hiệu, hiệp hội tiến hóa giả. Là Lâm Nguyên tiên sinh sao, một cô gái mặc váy đen bó sát, tà váy hơi ngắn, chỉ đến trên đầu gối một đoạn, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, chạy tới hỏi dò là tôi lâm nguyên gật đầu lâm tiên sinh mời vào chúc thiên thiên lén nhìn lâm nguyên một cái lập tức đi trước dẫn đường cô chính là nhân viên không kịp nhập số công dân của lâm nguyên vì chuyện này chúc thiên thiên chịu áp lực rất lớn nói là sống trong sợ hãi cũng không ngoa nếu không được lâm nguyên tha thứ hôm nay có lẽ cô đã bị cấp trên sa thải rồi lâm tiên sinh trông thật trẻ chúc thiên thiên đi trước dẫn đường ánh mắt lại lén liếc nhìn một cái. Theo Trúc Thiên Thiên, Lâm Nguyên đi vào tòa nhà màu xám, đến trước một thang máy. Bước vào thang máy, Trúc Thiên Thiên đứng bên cạnh Lâm Nguyên giới thiệu, Lâm Tiên Sinh, trước khi đăng ký tiến hóa giả, cần phải tiến hành khảo hạch, cuối cùng căn cứ vào kết quả khảo hạch, cấp chứng chỉ tiến hóa giả. Chuyện này tôi biết. Lâm Nguyên gật đầu. Trên chứng chỉ tiến hóa giả, có ghi rõ cấp bậc cụ thể. Mà điều này, chỉ có thông qua khảo hạch thực lực mới có thể xác định. Không lâu sau, hai người đi thang máy, lên tầng 22. Tiên. Cửa thang máy mở ra. Bên trong là từng căn phòng nhỏ, được cấu tạo từ hợp kim màu vàng sẫm, chia thành hai hàng ngay ngắn. Phòng khảo hạch của Lâm Tiên Sinh ở đây. Chúc Thiên Thiên dẫn Lâm Nguyên đến trước một cánh cửa trong cùng. Khảo hạch trong phòng này, Lâm Nguyên nhướng mày, cũng đúng mà cũng không đúng chúc thiên thiên gật đầu lại lắc đầu trực tiếp đẩy cửa phòng ra chỉ thấy một khoang kim loại màu trắng bạc đặt bên trong đây là khoang thế giới ảo lâm tiên sinh tiến hành thảo hạch cần phải ở trong thế giới ảo chúc thiên thiên không úp mở trực tiếp nói tiến hành trong thế giới ảo lâm nguyên đánh giá căn phòng một lượt đương nhiên rồi chúc thiên thiên mỉm cười nói những tiếng hóa giả cường đại có thể dễ dàng hủy diệt thành phố, chẳng lẽ chúng ta còn phải dành riêng một hành tinh cho bọn họ khảo hạch thực lực, cho nên, khảo hạch của tiến hóa giả, cơ bản đều ở trong thế giới ảo. Trúc Thiên Thiên nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, Lâm Tiên Sinh không cần lo lắng thực lực của mình trong thế giới ảo sẽ không phù hợp với thực lực thực sự bên ngoài. Đây là khoang thế giới ảo, chỉ cần Lâm Tiên Sinh nằm vào, nó sẽ quét toàn thân, từ đó mô phỏng 100% thân thể, sau đó đồng bộ với thân thể của Lâm Tiên Sinh trong thế giới ảo. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Quả thật, thực lực của tiến hóa giả không đồng nhất, những người yếu hơn, ví dụ như chưa nhập giai hoặc nhất giai tam tứ đoạn thì còn đỡ. Cùng lắm là lấy ra một quảng trường để khảo hạch thực lực. Nhưng tiến hóa giả mạnh hơn, ví dụ như Lâm Nguyên, tùy ý một kích là có thể hủy diệt tòa nhà màu xám dưới chân mà những người mạnh hơn, nhị giai tam giai thậm chí tứ giai ngũ giai muốn khảo hạch thực lực của những tiến hóa giả cường đại này phải tốn bao nhiêu tài nguyên vì vậy đặt địa điểm khảo hạch vào thế giới ảo là cách làm hiệu quả nhất trong thế giới ảo tất cả đều là giả ngay cả mô phỏng một thiên hà cũng không phải là chuyện khó sau khi dặn dò lâm nguyên một số lưu ý khi sử dụng khoang mô phỏng thế giới ảo Trúc thiên thiên cung kính lui ra khỏi phòng lâm nguyên cẩn thận quan sát khoang mô phỏng một lúc rồi nằm vào trong Ông, một làn sóng nhẹ nhàng quét qua, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy da hơi tê tê, bên tai liền vang lên giọng nói, sao chép hoàn tất, mời tiến hóa giả kết nối thế giới ảo. Chào mừng đến với thế giới khảo hạch. Lâm Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng đang nhìn mình. Thế giới khảo hạch, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận cơ thể mình. Sức mạnh thể chất, nguyên lực trong cơ thể vận hành và tinh thần dị lực trong nê hoàng cung trong não đều không khác gì bên ngoài liên minh nhân loại vũ trụ thật đáng sợ lâm nguyên thầm kinh ngạc sao chép hoàn hảo như vậy có nghĩa là hắn không có bất kỳ bí mật nào không đúng vạn giới chi môn không được sao chép lâm nguyên dường như nghĩ đến điều gì tập trung tinh thần vào sâu trong não vị trí vốn nên là vạn giới chi môn lại trống rỗng ngay cả liên minh nhân loại vũ trụ cũng không thể sao chép vạn giới chi môn hay nói cách khác căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của vạn giới chi môn, Lâm Nguyên vừa thở vào nhẹ nhõm, vừa không khỏi suy đoán. Tiến hóa giả, xin hãy lựa chọn bối cảnh khảo hạch của ngươi. Người đàn ông lạnh lùng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, trước mặt Lâm Nguyên hiện ra từng cảnh tượng, sa mạc mênh mông, rừng rậm cổ thụ, thành phố cao tầng, chọn sa mạc đi. Lâm Nguyên tùy tiện chọn một cái. Bối cảnh đã được xác định người đàn ông lạnh lùng vung tay lên, môi trường xung quanh lập tức thay đổi, Lâm Nguyên trực tiếp xuất hiện trong một sa mạc, cát vàng mênh mông, nhiệt độ nóng bỏng. Theo dao động năng lượng trong cơ thể tiến hóa giả, lần khảo hạch này trực tiếp bắt đầu từ nhất giai. Đầu tiên là đối thủ nhất giai nhất đoạn, ngươi chỉ có đánh bại hắn, mới có tư cách tiến hành khảo hạch tiếp theo. Hiểu chưa, người đàn ông lạnh lùng bình tĩnh nhìn Lâm Nguyên. Hiểu. Lâm Nguyên gật đầu phút. Người đàn ông lạnh lùng biến mất. Cách đó không xa, các vàng nhanh chóng tụ lại, hình thành một bóng người. Đó là một người đàn ông cao lớn, da đen, trên trán mọc một cái sừng đen dữ tợn. Chết đi, người đàn ông sừng đen không nói hai lời, sẽ bước lao về phía Lâm Nguyên. Tốc độ nhanh hơn tông sư bình thường một chút, đối với ta không có uy hiếp gì. Sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Theo lời người đàn ông lạnh lùng, Khảo hạch từ yếu đến mạnh, đối thủ đầu tiên có thực lực nhất giai nhất đoạn, chỉ có đánh bại hắn mới có thể đối mặt với đối thủ nhất giai nhị đoạn. Trác. Người đàn ông sừng đen đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập tức tối sầm, thân thể hóa thành cát vàng tiêu tán. Lâm Nguyên vẫn đứng tại chỗ, thậm chí không nhúc nhích. Đối mặt với đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, cách đánh bại nhanh nhất chính là sử dụng võ học tinh thần. Với cường độ, tinh thần cảnh giới tiêu dao của lâm nguyên chỉ trong nháy mắt có thể nghiền nát linh hồn đối thủ hú các vàng lại ngưng tụ đối thủ lần này của lâm nguyên vẫn là người đàn ông sừng đen chỉ là khí tức tăng lên một bậc đạt đến trình độ tông sư đỉnh phong tuy nhiên dù là tông sư hay đại tông sư đối với lâm nguyên mà nói chỉ là chuyện một cái liếc mắt cứ như vậy trong vài nhịp thở đã đến đối thủ thứ chín đối thủ này vẫn là người đàn ông sừng đen nhưng so với tám người trước, ánh mắt hắn sâu thẳm, sau khi ngưng tụ lại, lại không lập tức tấn công Lâm Nguyên. Tiến hóa theo con đường đại sư tinh thần sao, lần này ta đã tăng cường phòng ngự linh hồn, ta có thể miễn dịch sáu thành công kích tinh thần của ngươi. Người đàn ông sừng đen cười tàn nhẫn. Mặc dù hắn chỉ là sinh mệnh trí tuệ được mô phỏng từ lượng lớn dữ liệu, nhưng cũng có cảm xúc cơ bản, bị nghi nát tám lần, tâm trạng ai mà tốt cho được. Chết đi, người đàn ông sừng đen nói xong, lại sải bước tiến lên. Nhưng ngay sau đó, rắc, một bàn tay thon dài không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ hắn, sau đó dùng sức vặn một cái. Ai nói với người ta chỉ có thủ đoạn công kích tinh thần, Lâm Nguyên lắc đầu. Đối với tiến hóa giả đi theo con đường võ đạo, căn bản nhất vĩnh viễn là thân thể, còn tinh thần dị lực, chỉ là sức mạnh sinh ra từ thân thể cường đại mà thôi. Ngươi, ngươi không phải tiến hóa giả thuộc loại đại sư tinh thần, người đàn ông sừng đen không thể tin được. Sau đó lại hóa thành cát vàng. Tiến hóa giả loại đại sư tinh thần có thủ đoạn công kích tinh thần kỳ dị, nhưng thân thể lại là điểm yếu, cho dù có đại sư tinh thần cường đại, thông qua việc uống thuốc gen để tu luyện hai con đường tiến hóa, cũng khó có thể bù đắp nhược điểm này. Hiệp hội tiến hóa giả. Chúc Thiên Thiên sau khi rời khỏi phòng khảo hạch, liền trở về vị trí làm việc của mình. Không biết Lâm Tiên Sinh sẽ được định ở đoạn nào. Chúc Thiên Thiên vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt. Vì bảo vệ quyền riêng tư của tiến hóa giả, cảnh chiến đấu trong quá trình khảo hạch không được phép công bố ra bên ngoài. Do đó, ngay cả nhân viên nội bộ như Trúc Thiên Thiên cũng không thể xem nội dung khảo hạch cụ thể, chỉ có thể thông qua số lượng cột sáng trên màn hình để xác định cuối cùng tiến hóa giả đã vượt qua bao nhiêu cửa ải, được định ở đoạn nào. Tiểu Trúc Cà, vị lâm tiên sinh kia đã vào chưa? Trúc Thiên Thiên vừa mới ngồi xuống không lâu, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả đã đi tới. Với thân phận hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả, hoàn toàn không cần quan tâm đến việc khảo hạch của một tiến hóa giả nào đó. Chỉ là Lâm Nguyên không chỉ là tiến hóa giả, mà còn là công dân cấp 2. Một công dân cấp 2, dù không giữ chức vụ gì trong chính phủ, địa vị cũng không thấp hơn hội trưởng là bao. Hơn nữa, vị công dân cấp 2 này, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả chưa từng nghe nói qua, cho nên mới cố ý đến đây một chuyến, dự định sau khi khảo hạch xong sẽ làm quen, kết giao quan hệ. Bất kể vì lý do gì, kết giao với một công dân cấp 2 tuyệt đối không sai. A. À, hội trưởng. Chúc Thiên Thiên lập tức đứng dậy, lắp bắp nói, "Lâm, Lâm tiên sinh đã vào rồi." "Đừng căng thẳng." Hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả tâm trạng không tệ. "Vâng." Chúc Thiên Thiên bình tĩnh lại, ngồi xuống vị trí làm việc. "Tiểu Trúc, cô nói vị Lâm tiên sinh kia sẽ được định ở đoạn nào?" Hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả cũng hứng thú, thuận miệng hỏi: Lâm Tiên Sinh là công dân cấp 2, đã đến đăng ký, chắc chắn có thực lực nhất giai." Chúc Thiên Thiên cẩn thận nói: Đối với người bình thường, muốn trở thành tiến hóa giả là điều vô cùng khó khăn. Nhưng trong mắt công dân cấp cao, lại có rất nhiều cách, đơn giản nhất là mua một lọ thuốc gen, đi theo con đường tiến hóa chiến sĩ gen. Mặc dù chiến sĩ gen có rất nhiều nhược điểm, không có tiềm năng và phụ thuộc rất nhiều vào ngoại vật, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, họ cũng là tiến hóa giả. Không tệ. Hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả khẽ gật đầu. Ông cũng cảm thấy Lâm Nguyên chắc chắn có thực lực nhất giai, không thể nào vẫn là tiến hóa giả chưa nhập giai. Thông thường, công dân cấp cao phần lớn là tiến hóa giả, nhưng nhiều tiến hóa giả yếu hơn vẫn là công dân cấp 1. Theo tôi thấy, Lâm tiên sinh cuối cùng sẽ được định ở nhị đoạn đến tam đoạn. Thư ký đi theo hội trưởng lên tiếng. Suy đoán này khiến hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả gật đầu lần nữa. Công dân cấp cao muốn trở thành tiến hóa giả không khó, nhưng muốn trở thành tiến hóa giả mạnh mẽ cũng là một rào cản. Rào cản này nằm ở nhất giai tam đoạn đến tứ đoạn. Trong 12 đoạn của nhất giai, cứ ba đoạn là một nút thắt, tam đoạn muốn thăng cấp tứ đoạn, chỉ cần bỏ ra tâm sức và nỗ lực là không đủ, mà còn cần có thiên phú nhất định công dân cấp cao có thể có năng lực phi thường ở những khía cạnh khác do đó mới có thể đóng góp cho nền văn minh nhân loại được nữ thần trí tuệ công nhận nhưng thiên phú tiến hóa là thứ không thể mua được bằng tiền sử dụng thuốc gen tuy có thể cưỡng ép đề thăng nhưng có tỷ lệ tử vong nhất định công dân cấp cao sẽ không đùa với mạng sống của mình tiểu trương nói không sai hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả tán thưởng nhìn thư ký của mình chúc thiên thiên nghe bên cạnh cũng không có ý kiến gì mặc dù cô có ấn tượng tốt với lâm nguyên nhưng thực lực chính là thực lực lâm tiên sinh khảo hạch xong nhớ báo cho tôi biết hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả định rời đi ngay lúc này trên màn hình hiển thị trước mặt chút thiên thiên cột sáng đầu tiên đột nhiên sáng lên xem ra lâm tiên sinh đã bắt đầu khảo hạch rồi hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả thấy vậy lập tức không muốn đi nữa định ngồi xuống chờ lâm nguyên khảo hạch xong theo ông Lâm Nguyên nhiều nhất là thực lực nhất giai tam đoạn, chỉ cần vượt qua ba cửa ải là được. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả sững sờ. Trên màn hình hiển thị, sau khi cột sáng đầu tiên sáng lên, trong nháy mắt liền sáng lên cột sáng thứ hai. Tiếp theo là cột thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến cột thứ mười hai. Gần như chỉ trong vài nhịp thở, mười hai cột sáng đã sáng lên toàn bộ. Mà lúc này, Hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống. Đây là thập nhị đoạn, chút Thiên Thiên trận tròng mắt, hội trưởng bên cạnh cũng có chút ngây người. 12 đoạn, nhất giai 12 đoạn, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả ngơ ngác. Ông không ngạc nhiên về việc Lâm Nguyên đạt nhất giai 12 đoạn. Tuy rằng tiến hóa giả nhất giai 12 đoạn rất mạnh, dù đặt ở toàn bộ thành phố Đông Ninh cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Nhưng hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả có bối cảnh không tầm thường, để leo lên vị trí này, ông đã từng gặp qua cả những tiến hóa giả nhị giai thực thụ. Điều khiến hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả kinh ngạc là, lần đầu tiên Lâm Nguyên đến đăng ký, đã có thực lực nhất giai 12 đoạn, phải biết rằng, sự biến đổi sức mạnh của tiến hóa giả cần phải tiến hành tuần tự. Không thể nào hôm nay nhất giai, ngày mai nhảy vọt lên nhị giai được. Liên minh nhân loại vũ trụ có những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt để phân chia thực lực giữa các tiến hóa giả đã nhập giai. Tiến hóa giả nhị giai so với nhất giai, chỉ riêng năng lượng dao động trong cơ thể đã chênh lệch hơn trăm lần. Khoảng cách lớn như vậy, khó có thể vượt qua trong thời gian ngắn. Mà Lâm Nguyên lần đầu tiên đến hiệp hội đăng ký, đã có thực lực nhất giai 12 đoạn. Về điều này, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả có hai suy đoán. Thứ nhất, Lâm Nguyên rất biết kiềm chế trở thành tiến hóa giả từ lâu, nhưng không đến đăng ký, cứ thế kiềm chế đến tận bây giờ, đạt đến thực lực nhất giai 12 đoạn. Khả năng này không lớn. Với sự quản lý của Liên minh nhân loại đối với tiến hóa giả, một tiến hóa giả chưa đăng ký, tự ý phô bày thực lực, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt. Cho dù Lâm Nguyên dựa vào đặc quyền công dân cấp 2 để miễn trừ hình phạt, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả cũng sẽ biết được. Không thể nào đến bây giờ vẫn không hay biết gì. Suy đoán thứ hai, chính là thiên phú tiến hóa của Lâm Nguyên cực kỳ khủng bố. Từ nhất giai nhất đoạn đến 12 đoạn, có thể chỉ mất vài năm hoặc thậm chí chưa đến 10 năm. Tiến hóa giả nhất giai kết hợp với công nghệ kéo dài tuổi thọ của liên minh nhân loại, sống đến 500 tuổi là chuyện dễ dàng, vài năm thời gian tự nhiên không đáng kể. Hội trưởng Hiệp hội Tiến hóa giả nghiêng về suy đoán thứ hai. So với sự bình tĩnh phân tích suy nghĩ của hội trưởng, Chúc Thiên Thiên bên cạnh thì há hốc mồm. Trời ạ, à, đây chính là tiến hóa giả 12 đoạn. Chúc Thiên Thiên làm việc ở đây gần 2 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp tiến hóa giả 12 đoạn. Ở thành phố Đông Ninh, tiến hóa giả nhất giai 12 đoạn đã được coi là đỉnh cao, số lượng ngang ngửa với công dân cấp 2, không phải muốn gặp là gặp được. Hơn nữa, vị tiến hóa giả 12 đoạn này lại là Lâm Nguyên có vẻ ngoài không khác gì người thường. Sự tương phản này càng khiến Trúc Thiên Thiên cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, theo tiêu chuẩn chiến lực của tiến hóa giả nhất dài 12 đoạn do chính phủ công bố, một đòn đủ sức phá hủy tòa nhà cao mấy chục mét. Nghĩ đến sức mạnh to lớn như vậy ẩn chứa trong cơ thể Lâm Nguyên, Trúc Thiên Thiên cảm thấy khó hiểu. Đi. Đi đón Lâm Tiên Sinh. Hội trưởng Hiệp hội tiến hóa giả chỉ suy nghĩ 2 giây. liền quyết định tự mình đến phòng thảo hạch. Đợi Lâm Nguyên xuất hiện. Ban đầu, hội trưởng chỉ định gặp mặt Lâm Nguyên, kết giao quan hệ. Nhưng bây giờ, sau khi suy đoán ra thiên phú tiến hóa khủng bố của đối phương, hội trưởng cảm thấy mình cần hạ thấp tư thái một chút. Phòng khảo hạch. Lâm Nguyên mở mắt, đứng dậy khỏi khoang ảo. Đáng tiếc. Lâm Nguyên lắc đầu. Sau khi giải quyết xong đối thủ thứ 12, không gian khảo hạch liền ngưng tụ ra đối thủ cấp độ nhị giai. Lâm Nguyên cũng không thoát ra, mà muốn xem thử, mình và những tiếng hóa giả nhị giai kia có bao nhiêu trên lệch. Kết quả rõ ràng. Chỉ trụ được ba chiêu, Lâm Nguyên đã bị đánh bại. Nhị giai, trong đầu Lâm Nguyên chợt lóe lên vô số linh quang, dưới sự gia trì của thiên phú ngộ tính nghịch thiên, hắn bắt đầu từ từ lĩnh ngộ con đường phía trước. Chỉ thông qua một trận chiến với tiếng hóa giả nhị giai, đã bắt đầu lĩnh ngộ bản chất nhị giai, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu tiếng hóa giả sẽ đập đầu vào tường mà chết. So với Lâm Nguyên, đại đa số tiếng hóa giả khác đều giống như sống uổng phí. Nhưng đối với Lâm Nguyên, đây là chuyện bình thường. Dưới ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên luôn ở trong trạng thái đốn ngộ, cho dù không giao thủ với tiếng hóa giả nhị giai, ngộ ra cảnh giới nhị giai cũng là chuyện tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đại khái đã có phương hướng, không quá 5 năm, có thể đột phá khuôn mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Lần này đến hiệp hội tiến hóa, quả thật không uổng công. Vừa tiện tay đăng ký, lại còn hiểu rõ con đường phía trước. Cạch! Lâm Nguyên đẩy cửa ra. Liền thấy Trúc Thiên Thiên và một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài. Lâm Tiên Sinh, đây là hội trưởng của chúng tôi, Trúc Thiên Thiên vội vàng giới thiệu. Hội trưởng, Lâm Nguyên nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hội trưởng Hiệp hội Tiến Hóa Giả, tuyệt đối là nhân vật lớn ở toàn bộ thành phố đông ninh có lẽ có thể xếp vào tốt năm tôi họ liêu người đàn ông trung niên bước lên thân thiết nói hội trưởng gì chứ chỉ là lớn hơn lâm tiên sinh vài tuổi thôi nếu lâm tiên sinh không ngại cứ gọi tôi là liêu ca liêu hội trưởng nhiệt tình nói hai người trò chuyện một lúc lâm nguyên liền đứng dậy cáo từ liêu hội trưởng tự mình đưa lâm nguyên ra tận cửa ngày hôm sau lâm nguyên trở về nhà ngày mai con ăn nói khéo léo một chút tuy rằng bây giờ con đã là tiếng hóa giả nhưng cũng không thể quá lạnh lùng đó đều là họ hàng dù là tiếng hóa giả cũng phải biết chút lễ nghĩa sau này nói không chừng còn cần họ hàng giúp đỡ mẹ lục quỳnh vừa nấu cơm vừa nhắc nhở lâm nguyên con biết rồi lâm nguyên ăn hết hai miếng bánh kem của em gái sau đó đưa mắt nhìn túi đồ ăn vặt lớn bên cạnh Ngày mai là ngày tiệc gia đình, đến lúc đó họ hàng xa của Lâm Nguyên sẽ đến, vừa chúc mừng Lâm Nguyên trở thành tiến hóa giả, vừa tiện cho mọi người tụ họp. Chuyện này Lâm Nguyên đương nhiên nhớ, mấy hôm trước cha Lâm Thủ Thành còn nhắc đến. "Này, lão Lâm, anh nói xem chúng ta có nên đặt mấy bàn ở khách sạn Phùng Tinh Không?" mẹ Lục Quỳnh do dự nói. Lý do là vì khách sạn Phùng Tinh là một trong những khách sạn cao cấp nhất thành phố Đông Hải, đặt một bàn ở đó tương đương với mấy tháng lương của Lâm Thủ Thành. Lục Quỳnh thật sự có chút không nở. Đặt, đương nhiên phải đặt ở phòng tin. Lâm Thủ Thành không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Lần này chú Niên cố ý mời cả Lâm Hách đến, cậu ta là thư ký của một vị cục trưởng ở thành phố Đông Ninh, không thể làm mất mặt tiểu nguyên được. Lâm Thủ Thành nói, Lâm Hách à, mẹ Lục Quỳnh có chút thất thần. Với địa vị xã hội của Lâm Hách, hoàn toàn có thể coi là hai tầng lớp khác biệt với nhà họ bình thường lâm thủ thành còn chẳng có cơ hội gặp lâm hách không ngờ lần này vì lâm nguyên trở thành tiến hóa giả lại mời được vị đại thần này đến vậy đúng là phải đặt ở phồn tinh lục quỳnh gật đầu nói trong suy nghĩ giản dị của bà lâm hách đã bỏ thời gian đến vậy thì nhà họ đương nhiên phải tiếp đãi cho tốt tốn thêm chút tiền cũng đáng thành phố đông ninh trong một căn biệt thự sang trọng, Sở Sĩ Ngọc cúi đầu đứng đó. Trước mặt cậu ta là một người đàn ông râu ria. "Cháu đi tra thông tin của bạn học, kết quả lại bị ý thức chủ thể của nữ thần trí tuệ cảnh cáo." Người đàn ông râu ria sắc mặt nghiêm trọng hỏi lại. "Vâng. Ông nội, cháu cũng không cố ý." Sở Sĩ Ngọc sợ đến mặt mũi tái nhợt, hai chân run rẩy. Người đàn ông râu ria ngồi trước mặt cậu ta, chính là người sáng lập tập đoàn Sở thị. Hôm nay đột nhiên gọi cậu ta đến, hỏi tại sao bị nữ thần trí tuệ cảnh cáo. Sở Sĩ Ngọc chỉ có thể thành thật trả lời. Chuyện này cố ý hay không không quan trọng, có thể được nữ thần trí tuệ bảo vệ thông tin cá nhân ở mức độ này, bạn học của cháu không đơn giản. Lúc đó tuy cháu không nhắm vào cậu ta, nhưng nếu người ta để ý thì phiền phức. Ngày mai, ngày mai ta sẽ đưa cháu đến nhà bạn học cháu bái phỏng. Người đàn ông Rory đã có quyết định không trách ông ta cẩn thận như vậy, mà là tính nghiêm trọng của sự việc vượt quá tưởng tượng. Đó chính là nữ thần trí tuệ thống trị toàn bộ liên minh nhân loại vũ trụ. Dù cao như tinh chủ, cũng phải dè chừng, huống chi là sở gia bọn họ. Đối mặt với bất cứ điều gì liên quan đến nữ thần trí tuệ, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Vâng, vâng, sở sĩ Ngọc Căng Gia đầu đáp. Một trang viên khác. Hoác Thanh Diệu đứng thẳng lưng, đang video côn với một người đàn ông mặc quân phục, khuôn mặt uy nghiêm. Nữ thần trí tuệ à, bạn học của cháu, có lẽ đã được đưa vào danh sách trọng điểm quan sát của nữ thần rồi. Tương lai nhất định sẽ có tiền đồ lớn. Đầu dây bên kia, người đàn ông mặc quân phục uy nghiêm chậm rãi nói. Tiền đồ lớn, hoắc thanh diệu rụt cổ. Có thể được chú của hắn đánh giá như vậy, nói rõ thành tựu tương lai của Lâm Nguyên sẽ không chỉ giới hạn ở thành phố Đông Ninh thằng nhóc cháu thật biết gây chuyện. Thôi được, ta sẽ đi một chuyến. Bất kể bạn học của cháu sau này có tiền đồ gì, trước tiên quan hệ giữa hai đứa phải hòa hoãn lại đã. Hôm đó cháu khoác lác nói sẽ điều động danh sách nhập ngũ, trong mắt người có chút nhãn lực, đều là khoác lác không biết ngượng. Ngày mai ta đưa cháu đi xin lỗi người ta. Không cần kết giao, ít nhất cũng không nên kết thù. Người đàn ông mặc quân phục đầu dây bên kia nói. Hiệp hội tiếng hóa giả. Liêu hội trưởng ngồi trên ghế. Không lâu sau, thư ký đi vào. Đã tra rõ lai lịch của Lâm Tiên Sinh chưa?" Liêu hội trưởng ngẩng đầu hỏi. "Hội trưởng, thông tin cá nhân của Lâm Nguyên Tiên Sinh bị nữ thần Trí Tuệ phong tỏa, tôi cũng không dám tiếp tục tra, sợ xảy ra chuyện." Thư ký trực tiếp nói. "Nữ thần phong tỏa?" Sắc mặt Liêu hội trưởng nghiêm túc. "Đường đường là nữ thần Trí Tuệ, sao có thể chuyên môn phong tỏa thông tin của một công dân?" cho dù là công dân cấp 2 cũng không hợp lý. Nhất định có nguyên nhân khác. Tuy nhiên, không tra được Lâm Tiên Sinh, nhưng lại dò la được bố mẹ của cậu ta. Bố mẹ Lâm Tiên Sinh là người thành phố Đông Ninh, sinh ra và lớn lên ở đây, không có quan hệ gì với nơi khác. Thư ký đột nhiên nói. Vậy là Lâm Tiên Sinh cũng là người thành phố Đông Ninh, ánh mắt Liêu hội trưởng lóe lên tia sáng. Ý của hội trưởng là, thư ký thấy vậy lập tức đoán ra điều gì, không khỏi hỏi. Rốt cuộc có thành hay không, còn phải tự mình đi hỏi. Như vậy đi, dời hết việc ngày mai lại, tôi tự mình đến nhà Lâm Tiên Sinh một chuyến, nói chuyện kỹ càng với cậu ta. Liêu hội trưởng trịnh trọng nói. Khách sạn phồn tinh sang sớm, vợ chồng Lâm Thủ Thành đã đứng trước cửa phòng tiệc. Là một trong những khách sạn cao cấp nhất thành phố Đông Ninh, phồn tinh ngoài đắt đỏ ra thì không có gì để chê, từ dịch vụ cho đến chất lượng món ăn, tất cả đều hoàn hảo. Đặc tiệc mừng con trai trở thành tiếng hóa giả ở đây, càng làm tăng thêm thể diện. Chú hai, chú đến rồi à, mời ngồi, mời ngồi. Đây là con gái chú sao? Lớn nhanh quá. Bác niên, bác đi chậm thôi, mời vào trong. Năm đó nếu không có bác, cháu không biết giờ mình đang ở đâu. Lâm Thủ Thành bận rộn không ngừng, luôn đứng ở cửa phòng tiệc chào hỏi mọi người. Nửa tiếng sau mọi người đã đến gần đủ. Bữa tiệc gia đình chính thức bắt đầu. Mọi người ngồi xuống ăn uống. Lâm Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm đũa không ngừng gấp thức ăn. Phồn tinh có thể lớn mạnh như vậy ở Đông Ninh, ngoài việc có người chống lưng, điều kiện bản thân cũng là yếu tố then chốt. Nhiều nguyên liệu của phồn tinh đều đến từ các hành tinh khác, rất nhiều loại thịt là thịt dị thú quý hiếm, chất lượng và hương vị vượt xa thịt nuôi ở Đông Ninh những loại thịt này chứa đựng năng lượng tuy còn kém xa dung dịch dinh dưỡng cao cấp nhưng vẫn hơn hẳn cơm canh thông thường lâm nguyên ăn rất ngon miệng trong bữa tiệc ngoài lâm nguyên ra mọi người cũng không chỉ tập trung vào ăn uống vẫn chủ yếu là giao lưu trò chuyện và trong số đó người hoạt bát nhất chắc chắn là những người thành đạt anh họ xa của lâm thủ thành lâm kế nghiệp đã nắm bắt được cơ hội ở đông ninh mua vài mảnh đất ở ngoại ô sau đó đều được chính phủ thu mua Kiếm được một khoản tiền lớn, có thể nói là đắc ý vô cùng. Tôi nói cho các người biết, ông chủ của phòng tin này, tôi đã gặp vài lần, là một phụ nữ, nghe nói là Lâm kế nghiệp lập tức khoe khoang về mối quan hệ và kiến thức của mình. Tuy nhiên, lời nói của ông ta quả thực đã thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người trong phòng. Ông chủ của phòng tin luôn bí ẩn, rất ít người từng gặp, mọi người đều âm thầm đoán xem đó là đại gia nào. Đúng rồi, Thủ Thành, con trai Tiểu Nguyên của anh, sau này có dự định gì, Lâm kế nghiệp nói chuyện về ông chủ Phùng Tinh một lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyên đang ăn uống. Vừa dứt lời. Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào Lâm Nguyên. Dù sao thì bữa tiệc gia đình hôm nay cũng được tổ chức nhân dịp Lâm Nguyên trở thành tiếng hóa giả. Hơn nữa, việc Lâm Nguyên có thể trở thành tiếng hóa giả quả thực đã vượt quá dự đoán của họ hàng. Không nói những thứ khác chỉ riêng về sự phát triển trong tương lai của lâm nguyên chắc chắn sẽ không tầm thường phần lớn họ hàng ở đây chỉ có thể ngưỡng mộ cháu vẫn chưa có ý tưởng gì cứ đi từng bước một đã lâm nguyên ngẩn người buông đũa thành thật nói đây đúng là sự thật cho đến nay lâm nguyên thực sự không có mục tiêu cụ thể nào nói thật thì cũng chỉ là cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhưng dự định này nói ra cũng bằng thừa ai mà chẳng muốn mạnh mẽ hơn hay là cháu đến công ty của chú đi công ty của chú tuy không lớn, nhưng chỉ cần cháu đến, chú sẽ trả cho cháu hai vạn một tháng. Lâm kế nghiệp vỗ ngực nói. hai vạn một tháng, họ hàng xung quanh đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Một tháng hai vạn, một năm là 24 vạn, đây đã được coi là mức lương cao, công dân bình thường một tháng lương bình thường chỉ khoảng 2-3 nghìn. Thế nào, đừng nghĩ là lãng phí tài năng. Công ty chúng ta cũng đã thuê một tiếng hóa giả, phụ trách công tác an ninh. Cháu đến, không chỉ nhận lương hàng tháng, còn có thể học hỏi những vấn đề về tiến hóa từ anh ta." Lâm Kế Nghiệp tự tin nói. Đối với người bình thường, tiến hóa giả vô cùng hiếm gặp. Nhưng trong mắt những ông chủ giàu có, lại có kênh thuê tiến hóa giả chuyên dụng. Tất nhiên, chỉ thuê những tiến hóa giả chưa nhập giai, những tiến hóa giả nhập giai trở lên thì không phải là những ông chủ nhỏ như Lâm Kế Nghiệp có thể thuê được. Mặc dù vậy, lời nói của Lâm kế nghiệp đã nâng cao địa vị của ông ta trong lòng họ hàng ở đây. Ngay lập tức có người hỏi, kế nghiệp à, công ty của chú còn thiếu người không? Con trai nhà bác gần đây đang tìm việc. Lương không cần 2 vạn, 5 nghìn, 5 nghìn là đủ rồi. 5 nghìn. Bác ba, con trai bác cũng không phải tốt nghiệp trường danh tiếng gì, sao dám đòi 5 nghìn, kế nghiệp, con gái nhà em xinh xắn, dáng người lại đẹp, đến công ty chú làm lễ tân tiếp khách chắc chắn là thích hợp bất giác lâm kế nghiệp thay thế lâm nguyên trở thành tâm điểm của bữa tiệc mà lâm kế nghiệp cũng tỏ ra rất khách sáo vui vẻ trước sự tân bốc của đông đảo họ hàng về phần lâm nguyên hắn hoàn toàn không để ý lại cầm đũa lên vừa ăn vừa xem màn trình diễn của lâm kế nghiệp đừng thấy bây giờ lâm kế nghiệp nhiệt tình như vậy ra vẻ đều do tôi lo đợi đến khi bữa tiệc kết thúc có thể sẽ giả vờ chết vừa rồi Lâm Nguyên Nhân tiện lên mạng, dùng quyền hạn công dân cấp 2 của mình, tra xét đại khái tình hình tài sản của Lâm kế nghiệp. Quả thực có một công ty, và đã thuê một tiếng hóa giả chưa nhập giai. Nhưng tiếng hóa giả chưa nhập giai này, từ vài năm trước đã chủ động nghỉ việc. Lý do là Lâm kế nghiệp nhiều lần bớt xén lương, chuyện này suýt nữa đã làm ầm ĩ đến Hiệp hội tiếng hóa giả. Có thể tưởng tượng, Lâm kế nghiệp có lẽ đã từng có tiền, nhưng tình hình tài sản hiện tại chắc chắn không tốt làm sao có thể thuê thêm một tiếng hóa giả nữa. Tất nhiên, Lâm Nguyên biết rõ nhưng không nói ra, nhưng Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh lại tưởng rằng đối phương nói thật, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với Lâm kế nghiệp, hỏi han chi tiết về công việc. Lúc này, Lâm Hách ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên lên tiếng, tiểu nguyên còn trẻ như vậy, cho dù là tiếng hóa giả, cũng không cần thiết phải bước vào xã hội làm việc sớm như vậy. Lâm Hách lên tiếng, cả phòng lập tức im lặng. Ngay cả Lâm kế nghiệp vừa rồi còn khoa trương nói chuyện, cũng lập tức im mặt trong tất cả những người tham gia bữa tiệc gia đình người có địa vị cao nhất chắc chắn là lâm hách là thư ký của một vị cục trưởng nào đó ở đông ninh việc lâm hách có thể tham gia bữa tiệc gia đình này ngay cả lâm thủ thành cũng cảm thấy kinh ngạc hách ca ý anh là lâm thủ thành nhỏ giọng hỏi cục chúng tôi năm nay có một suất đi học cao học chỉ có tiếng hóa giả mới có thể đăng ký lâm hách suy nghĩ một chút nói như vậy đi tiểu nguyên qua một thời gian nữa tham gia phỏng vấn của cục sau khi vào làm tôi sẽ chuyển xuất đó cho cháu ấy với thân phận tiến hóa giả đi học cao học nhất định sẽ nhận được sự ưu đãi về tài nguyên của trường đó đây là đãi ngộ hoàn toàn khác với sinh viên bình thường vì vậy suất này hoàn toàn là miếng mồi ngon mấy tiến hóa giả trong cục của lâm hách đều đang nhắm đến chỉ là chuyện này do lâm hách quyết định tuy ông không phải tiến hóa giả nhưng lại là thư ký của cục trưởng quản lý mấy tiếng hóa giả kia ban đầu lâm hách định giữ chỗ tốt này cho con trai mình nhưng con trai ông ta không có chí tiến thủ mời mấy tiếng hóa giả đến dạy dỗ kết quả vẫn không trở thành tiếng hóa giả thấy suốt này sắp rơi vào tay mấy tiếng hóa giả khác trong cục kết quả lại nghe nói nhà một người họ hàng xa của mình lại có một tiếng hóa giả suy nghĩ của lâm hách rất đơn giản dù sao nhà mình cũng không có duyên với suốt này chi bằng nhường cho lâm nguyên ít nhất cũng hơn là cho mấy tiếng hóa giả kia trong cục. Ít nhất sau này Lâm Nguyên còn nhớ đến ân tình của người chú họ xa này. Dù sao thì mọi người dù gì cũng là họ hàng. Hả? Cái này có phải là quá quý giá không? Lâm Thủ Thành có chút ngơ ngác. Ông tuy không phải tiếng hóa giả, nhưng cũng biết được độ khó để có được suất đi học cao học. Người bình thường muốn thi đậu vào trường cao học đã khó khăn muôn phần, kết quả Lâm Hách chỉ cần một câu nói, con trai ông là có thể vào, không sao. Đến lúc đó cứ nghe tôi là được. Lâm Hách không hề để ý nói. Cho Lâm Nguyên suốt này, coi như là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Ai bảo con trai mình không có chí tiến thủ, nghĩ đến đây, Lâm Hách liếc nhìn con trai đang ngồi bên cạnh. Lần này tham gia bữa tiệc gia đình, ông cũng mang con trai mình đến. Cảm ơn anh Hạo, cảm ơn anh Hạo. Lâm Thủ Thành vui mừng, vội vàng đứng dậy cảm ơn tiểu nguyên con còn không mau cảm ơn chú họ lâm thủ thành trừng mắt nhìn lâm nguyên cảm ơn chú họ lâm nguyên nói dù sao đây cũng là ý tốt của chú họ ít nhất có chỗ tốt gì cũng nghĩ đến hắn hừ được chỗ tốt lớn như vậy chỉ nói một câu cảm ơn lâm nghiễm người từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh lâm hách mà không nói gì trong lòng vô cùng khó chịu theo lý mà nói suất này vốn nên là của hắn ta dù sao hắn cũng là con trai của Lâm Hách, chỗ tốt lớn như vậy không cho hắn thì cho ai. Kết quả lại xảy ra sự cố trong việc trở thành tiếng hóa giả, bản thân hắn không thể trở thành tiếng hóa giả. Chuyện đến đây là kết thúc, Lâm Nghiễm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc suốt này thuộc về người khác. Nhưng không ngờ, cuối cùng cha mình lại đem suốt này cho một người họ hàng xa của mình. Nghĩ đến việc sau này Lâm Nguyên sẽ đi học cao học, hưởng thụ tất cả những gì vốn thuộc về mình, trong lòng Lâm Nghiễm vô cùng khó chịu đồ hỗn láo, bản thân mày vô dụng còn nói người khác. Lâm hách cao mày, nhìn trầm trầm con trai mình, chỉ thiếu chút nữa là tác cho một cái. Những người khác nghe thấy lời này, sắc mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Đây rõ ràng là vấn đề nội bộ của nhà Lâm Hách, bây giờ lại liên lụy đến nhà Lâm Thủ Thành, quả là một vở kịch hay. Lâm Thủ Thành mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói gì. Thông thường mà nói, lúc này ông nên lập tức lên tiếng, nói nhà mình không cần suốt đó, như vậy mới có thể hòa hoãn quan hệ giữa hai cha con lâm hách chỉ là lâm thủ thành lại không nỡ bỏ suốt đó bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên khó xử đúng lúc này nhân viên của phồn tin đột nhiên xông vào sắc mặt hơi căng thẳng nói xin hỏi lâm nguyên tiên sinh có ở đây không lời này lập tức phá vỡ bầu không khí trong phòng có ở đây có chuyện gì sao lâm thủ thành đứng ra trả lời nhân viên lập tức nói có người muốn bái kiến lâm nguyên tiên sinh lời này khiến lâm thủ thành không hiểu gì có người muốn bái kiến con trai ông người trong bữa tiệc gia đình không phải đều đã đến đủ rồi sao lúc này còn ai đến nữa ai tìm con trai tôi lâm thủ thành đứng dậy hỏi trong lòng lại lần nữa điểm qua danh sách khách mời tất cả họ hàng đã được mời đều có mặt không thiếu một ai chẳng lẽ có người đột nhiên muốn đến mà không báo trước Ông không khỏi nghi ngờ. Là sở tiên sinh. Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm. Tập đoàn sở thị và khách sạn phồn tinh vốn là đối tác lâu năm. Vị sáng lập viên của sở thị đột nhiên đến tìm Lâm Nguyên khiến cô ta giật mình. May mắn là người cần tìm quả thực đang ở đây. Sở tiên sinh, mọi người trong bữa tiệc gia đình ngẩn ra. Họ sở. Không phải người nhà họ Lâm, đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, một người đàn ông để râu dẫn theo một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi bước vào. Dù ăn mặc giản dị, nhưng khí chất toát ra từ người đàn ông râu ri này không phải người thường có thể so sánh, rất giống với những nhân vật quyền thế. Ông ấy, ông ấy là người sáng lập của tập đoàn Sở Thị, có người dường như nhận ra, kinh ngạc thốt lên. Thời đại vũ trụ, mạng lưới thông tin phát triển, ảnh chụp của những công dân nổi tiếng đều được lan truyền. Tập đoàn Sở Thị là một trong 50 doanh nghiệp hàng đầu Đông Ninh. Danh tiếng hiển nhiên rất lớn, người sáng lập dù có kín tiếng đến đâu cũng không thể không ai biết đến. Người sáng lập tập đoàn Sở thị, trời ơi. Đây là nhân vật lớn của Đông Ninh chúng ta, nghe nói tài sản của tập đoàn Sở thị lên đến hàng chục tỷ, người sáng lập lại là phú hào nổi tiếng ở mấy thành phố lân cận. Nhân vật lớn như vậy mà lại đến tìm Lâm Nguyên, mọi người lập tức bàn tán sôi nổi, thậm chí có người ngay tại chỗ kết nối mạng so sánh người đàn ông râu ri trước mắt với ảnh chụp trên mạng sở động sự lâm kế nghiệp vội vàng chạy tới kích động đứng trước mặt người đàn ông 6 năm trước chúng ta đã gặp nhau khi đó khu đất ở ngoại ô là do tập đoàn của ông mua ừm người đàn ông râu ri trả lời qua loa thực ra ông ta căn bản không nhớ lâm kế nghiệp là ai lâm bí thư cũng ở đây ông ta đảo mắt nhìn quanh thấy lâm hách ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ gật đầu chào hỏi. Ngay sau đó, ông ta kéo thanh niên 17, 18 tuổi phía sau, cũng chính là sở sĩ Ngọc, nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Nguyên. Lâm tiên sinh, hậu bối này của tôi có mắt như mù, mong cậu đừng trách tội. Người đàn ông râu ri hạ thấp tư thái, hoàn toàn không có dáng vẻ của bậc trưởng bối. Không sao. Lâm Nguyên liếc nhìn sở sĩ Ngọc đang đứng bên cạnh đầy câu nệ, lập tức nhớ đến lần gặp gỡ ở quán cà phê cách đây không lâu, Lắc đầu nói. Ông tìm được đến đây bằng cách nào?" Lâm Nguyên tò mò hỏi. "Hôm nay vốn định dẫn sĩ Ngọc đến nhà Lâm Tiên Sinh bái phỏng, nhưng đến nơi thì nghe người khác nói gia đình Lâm Tiên Sinh đến khách sạn Phùng Tinh này tổ chức tiệc gia đình, nên chúng tôi cũng đến theo." Người đàn ông râu ria thành thật trả lời. "Thì ra là vậy." Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Bữa tiệc gia đình do cha Lâm thủ nghiệp tổ chức không phải bí mật, hàng xóm trong khu phố mười người thì có sáu bảy người đều biết đây là chút tâm ý của tôi chúc mừng lâm tiên sinh trở thành tiến hóa giả người đàn ông râu ria lấy ra một phong bì cung kính đưa tới ông ta kính nể không phải thân phận tiến hóa giả của lâm nguyên tiến hóa giả chỉ là hiếm thấy chứ không phải không có thậm chí tập đoàn sở thị của bọn họ còn nuôi dưỡng một nhóm tiến hóa giả điều mà người đàn ông râu ria thực sự kiên dè là sự thiên vị của nữ thần trí tuệ dành cho lâm nguyên ngay cả việc tìm kiếm thông tin liên quan cũng bị nữ thần cảnh cáo. Kẻ ngốc cũng biết Lâm Nguyên không đơn giản, ít nhất những người khác tìm kiếm thông tin của ông ta, một người sáng lập tập đoàn, sẽ không bị cảnh cáo gì. "Biết rồi." Lâm Nguyên thản nhiên đáp. Hắn không để tâm đến chuyện xảy ra ở quán cà phê hôm đó, thực tế cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên không biết rằng, cuộc đối thoại giữa hắn và người đàn ông Rory đã gây ra sóng gió lớn cỡ nào trong mắt những người họ hàng. Ban đầu, sau khi nhận ra thân phận của người đàn ông Rory, đã có người nghi ngờ liệu có nhầm lẫn gì không. Có lẽ, Lâm Nguyên tiên sinh mà ông ta tìm chỉ là trùng tên với con trai của Lâm Thủ Thành. Suy cho cùng, Lâm Nguyên cũng chỉ vừa mới trở thành tiến hóa giả, làm sao có thể có nhân mạch lớn đến mức quen biết với nhân vật lớn như người đàn ông Rory, chỉ khi người đàn ông Rory đích thân đi đến trước mặt Lâm Nguyên và hai người trò chuyện, mọi người mới biết không có sự nhầm lẫn nào. Người sáng lập của tập đoàn Sở Thị chính là tìm lâm nguyên lâm nguyên sắc mặt lâm kế nghiệp lúc xanh lúc trắng vừa rồi ông ta còn lấy tư thái trưởng bối định cho lâm nguyên một cơ hội để hắn đến làm việc cho mình hào phóng đưa ra mức lương hai vạn một tháng kết quả chưa được bao lâu người sáng lập tập đoàn sở thị mà trước đây ông ta còn không dám ngẩng đầu nhìn lại cúi đầu đứng trước mặt lâm nguyên đứa cháu trai này lâm hách ngồi ở vị trí chủ tọa rơi vào trầm tư trong mắt người khác người đàn ông râu ria là nhân vật lớn, nhưng đối với Lâm Hách mà nói, chỉ là một thương nhân, cùng lắm là một thương nhân làm ăn lớn một chút. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Hách kinh ngạc là, người đàn ông râu ria dù sao cũng có gia sản cách xù, tại sao lại nói chuyện với Lâm Nguyên bằng giọng điệu như vậy, cốc cốc cốc. Cửa phòng lại bị gõ. Xin hỏi đây có phải phòng của Lâm Nguyên tiên sinh không? Một giọng nói đầy khí thế truyền đến. Hả? Lại là tìm Lâm Nguyên, có bài học từ người đàn ông râu ria, lúc này mọi người không dám coi thường, Lâm Thủ Thành đích thân tiến lên mở cửa phòng. Dưới ánh mắt của mọi người, một người đàn ông lưng thẳng tắp bước vào. Phía sau ông ta cũng đi theo một thanh niên 17, 18 tuổi, chính là Hoắc Thanh Diệu. Người này là ai? Mọi người trong bữa tiệc gia đình bắt đầu tìm kiếm trên mạng, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan. Lần này chắc không phải nhân vật lớn gì chứ, mọi người thở vào nhẹ nhõm tất cả đều bị người đàn ông râu ria làm cho choáng váng tưởng rằng lâm nguyên thực sự có thân phận đáng sợ nào đó bây giờ xem ra có lẽ họ đã nghĩ nhiều thái độ của người đàn ông râu ria đối với lâm nguyên chỉ là trùng hợp ngay khi mọi người vừa thả lỏng lâm hách người vốn ngồi ở vị trí chủ tọa ngay cả người đàn ông râu ria cũng phải cúi đầu chào hỏi bỗng nhiên đứng bật dậy hoắt đại tá giọng nói của lâm hách mang theo một tia không thể tin được Thông tin của quân khu luôn được bảo mật, người bình thường không có quyền hạn nhất định thì rất khó tìm kiếm trên mạng. Nhưng Lâm Hách thì khác, là thư ký của cục trưởng, ông ta có quyền hạn lớn hơn nhiều, có thể biết được nhiều thông tin hơn. Lâm bí thư, Hoắc Nghi Minh nhìn Lâm Hách một cái, gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, ông ta nghi người, một bóng dáng khác thông dong bước vào. Liêu hội trưởng, nếu nói gặp Hoắc Nghi Minh chỉ khiến Lâm Hách kinh ngạc, dù sao quân khu và chính phủ vốn là hai hệ thống ai cũng không quản được ai thì gặp người phía sau hắc nghi minh khiến gia đầu lâm hách tê dại liêu hội trưởng hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả đông ninh công dân cấp 2, luận về thân phận địa vị thậm chí có thể xếp vào tốt năm ở đông ninh một nhân vật lớn như vậy ngay cả cục trưởng của lâm hách gặp mặt cũng phải dè dặt chào hỏi chẳng lẽ liêu hội trưởng cũng là đến tìm tiểu nguyên trong lòng lâm hách chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin lâm hách đoán không sai Liêu hội trưởng quả thực đến tìm Lâm Nguyên. Mục đích của ông ta, dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là chúc mừng. Lâm Hách rất tinh ý, vừa nghe Lưu hội trưởng có việc cần bàn với Lâm Nguyên, liền lập tức đứng dậy, dẫn mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai người họ trong phòng. Là thư ký của cục trưởng, cho dù Hoắc Nghiêm Minh mang quân hàm đại tá, cũng không thể so bì. Những người còn lại, đương nhiên không dám có ý kiến, lần lượt rời khỏi phòng. Bên trong phòng, Lâm Nguyên và Lưu hội trưởng ngồi đối diện nhau. Lâm tiên sinh, lần này tìm cậu, là có việc muốn nhờ. Lưu hội trưởng không vòng vo, trực tiếp vào đề. Hội trưởng cứ nói. Lâm Nguyên nghiêm túc đáp. Người sở gia, hoắc gia đến, hắn còn có thể đoán được mục đích của họ. Nhưng Lưu hội trưởng, Lâm Nguyên thực sự không đoán ra. Trước hết, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả cũng là công dân cấp 2, thực lực tiến hóa giả dù không bằng Lâm Nguyên, cũng không kém quá nhiều. Một người như vậy, rốt cuộc có chuyện gì cần nhờ đến hắn, còn một năm nữa là đến Đại hội Võ Đài Thương Lan Tinh, tôi muốn mời Lâm tiên sinh đại diện cho Đông Ninh tham gia. Liêu hội trưởng trầm giọng nói. Đại hội Võ Đài. Lâm Nguyên ngẩn người, sau đó mới hiểu ra. Đại hội Võ Đài là một hoạt động vô cùng sôi nổi trên Thương Lan Tinh, thậm chí cả trong liên minh nhân loại vũ trụ. Trên võ đài, hai tiếng hóa giả sẽ chiến đấu với nhau để giành chức vô địch, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp, vô cùng kịch tính và hấp dẫn, được đông đảo công dân yêu thích. Tại sao lại chọn tôi? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Vì Lâm Tiên Sinh là người Đông Ninh, tuổi dưới trăm, phù hợp với điều kiện của Đại hội Võ Đài cấp tinh cầu. Quan trọng nhất là, thực lực của Lâm Tiên Sinh gần như đạt đến nhị giai, đã đứng đầu Đông Ninh, không chọn cậu thì chọn ai chẳng lẽ để những tiến hóa giả yếu hơn cậu nhiều tham gia sao? Liêu hội trưởng thành thật trả lời. Đại hội võ đài của Thương Lan Tinh sẽ chọn ra tiến hóa giả từ các thành phố lớn để thi đấu, phân định thắng thua. Nói thật với Lâm Tiên Sinh, mấy kỳ đại hội võ đài gần đây, thành tích của Đông Ninh rất kém, nếu lần này vẫn như vậy, tôi, hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả, có thể phải từ chức. Liêu hội trưởng lộ vẻ chua xót hiệp hội tiến hóa giả có nhiệm vụ quản lý và đào tạo tất cả tiến hóa giả trong khu vực tiến hóa giả của đông ninh yếu kém không đạt được thành tích tốt trên võ đài ông ta với tư cách là hội trưởng đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính đây cũng là một trong những biện pháp của liên minh nhân loại vũ trụ để kích thích tiềm năng của tiến hóa giả dẫn dắt sự ra đời của nhiều tiến hóa giả mạnh mẽ hơn tất nhiên nếu đạt được thứ hạng tốt trong đại hội võ đài ví dụ như lọt vào top 3.000, sẽ nhận được phần thưởng từ chính phủ. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bỗng hiểu ra. Lâm Tiên Sinh yên tâm, lần này chỉ cần lọt vào top 5.000. Hiệp hội Tiến Hóa Giả sẽ thưởng cho cậu 50 triệu văn minh tệ. Liêu hội trưởng sợ Lâm Nguyên không đồng ý, vội vàng hứa hẹn. Theo tình hình các kỳ trước, có khoảng một vạn tiến hóa giả tham gia đại hội võ đài. Trong số đó, lọt vào top 5.000 được coi là trung bình. Chủ yếu là vì mấy kỳ trước, Đông Ninh đều xếp cuối bảng, Liêu hội trưởng đã thua sợ rồi, lần này không mong lọt vào top 3.000 để nhận thưởng của chính phủ, chỉ cần duy trì trong tốt 5.000. Không bị phạt là được. 50 triệu. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng khẽ động. Ai cũng thích tiền, huống chi Lâm Nguyên đang rất cần tiền. Không nói gì khác, chỉ riêng dung dịch dinh dưỡng cao cấp Lâm Nguyên đã cần rất nhiều. Lần xuyên không trước, hắn đã dùng hết 21 lọ dung dịch dinh dưỡng cao cấp để hồi phục toàn bộ thực lực. Đến lần sau, không biết sẽ cần bao nhiêu lọ nữa. Thậm chí khi thực lực mạnh hơn, chỉ e dung dịch dinh dưỡng cao cấp là không đủ, có lẽ còn cần đến tài nguyên cấp cao hơn. Mà tất cả những thứ này đều cần tiền. Nếu có 50 triệu, áp lực kinh tế của Lâm Nguyên trong vài năm tới sẽ giảm bớt rất nhiều. Được tôi sẽ suy nghĩ lâm nguyên suy nghĩ một lát gật đầu nói không thành vấn đề liêu hội trưởng không hề để tâm dù sao cũng còn một năm nữa mới đến đại hội võ đài thời gian rất dư dả ông không vội yêu cầu lâm nguyên trả lời ngay bên ngoài phòng một đám người đang thấp thỏm chờ đợi thủ thành con trai anh sau này tiền đồ vô lượng lâm hách nhìn lâm thủ thành với vẻ mặt lo lắng thở dài nói lời vừa dứt những người họ hàng xung quanh đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ban đầu, không ít người trong số họ ghen tị với Lâm Nguyên, nhưng bây giờ, loại cảm xúc này đã biến mất. Khi khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức không thể bù đắp, mọi sự ghen tị và oán hận đều khó mà nảy sinh. Mà bây giờ, Lâm Nguyên chính là một ví dụ cụ thể. Ngay cả hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả cũng đích thân đến gặp, bàn chuyện quan trọng với Lâm Nguyên, điều này có nghĩa là gì? Người bình thường đều có thể nghĩ ra, thằng ranh con còn mặt mũi đứng đây sao? Lâm Hách liếc mắt nhìn con trai mình, trong lòng bỗng dưng bực bội. Nếu không phải Lâm Nghiễm nói những lời cuối cùng đó, chỉ riêng việc ông ta định chuyển xuất trong cục cho Lâm Nguyên, tuyệt đối sẽ nhận được một ân huệ không nhỏ. Nhưng bây giờ, vì Lâm Nghiễm, ân huệ này dù còn, e rằng cũng giảm đi rất nhiều. "Bố, Lâm Nghiễm cúi đầu, Hắn ta nào biết Lâm Nguyên có năng lực lớn như vậy, giới kinh doanh, quân đội, thậm chí cả hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả đều đích thân đến bái kiến. Lúc này, Lâm Nghiễm vẫn còn run rẩy, đặc biệt là vừa rồi, khi Liêu hội trưởng của hiệp hội tiến hóa giả nói rõ là đến tìm Lâm Nguyên, hắn càng run chân đến mức mềm nhũn. Nửa giờ sau, Lâm Nguyên và Liêu hội trưởng bước ra khỏi phòng. Liêu hội trưởng chào tạm biệt, người Sở gia và Hoắc gia cũng lần lượt cáo từ dù sao đây cũng là tiệc gia đình của người ta mình là người ngoài sau khi đến bái kiến lâm nguyên cũng không tiện ở lại mấy người này rời đi bữa tiệc gia đình lâm gia tiếp tục nhưng lúc này không ai còn tâm trạng tham gia trong lòng họ vô cùng phức tạp và chấn động ánh mắt nhìn lâm nguyên tràn đầy sự khó hiểu và kính sợ một tiếng sau bữa tiệc gia đình kết thúc không biết bao nhiêu người họ hàng muốn nói lại thôi muốn thân thiết với lâm nguyên nhưng lại không có can đảm. Tiểu Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy, trở về nhà, mẹ Lục Quỳnh không nhịn được hỏi. Bữa tiệc này, Lâm Nguyên đã thể hiện hết mình, nhưng sau đó Lục Quỳnh lại có chút lo lắng. Mẹ, đừng lo lắng. Lần trước đăng ký tiến hóa giả, con được xếp vào nhất giai 12 đoạn. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Nhất giai 12 đoạn, mẹ Lục Quỳnh suýt nửa tưởng mình đang nằm mơ bà còn chưa gặp mấy tiếng hóa giả chưa nhập giai, nói gì đến nhất giai 12 đoạn. Con trai tôi là tiếng hóa giả 12 đoạn. Cha Lâm Thủ Thành ngây người. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa năm. Khu Thủy Nguyệt, số 32, sân tập dưới lòng đất. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó, lập tức tập trung vào sâu trong tâm trí. Vạn giới chi môn cao lớn, hùng vĩ kia, khu vực rìa đã được thắp sáng hoàn toàn. Có thể xuyên không rồi sao, lòng lâm nguyên tràn ngập vui mừng. Khả năng xuyên không của vạn giới chi môn không phải là không có giới hạn. Nó cần thời gian để tích lũy năng lượng, thể hiện qua việc dần dần được, thắp sáng. Lần đầu tiên trở về sau khi xuyên không, Lâm Nguyên đã nhận được thông tin liên quan từ vạn giới chi môn. Mức độ thắp sáng của vạn giới chi môn được chia thành 3 khu vực, vùng rìa bên ngoài, vùng bên trong và vùng lõi khi vùng rìa bên ngoài được thắp sáng, có thể thực hiện xuyên không, nhưng chỉ là xuyên không ý thức. Khi vùng bên trong được thắp sáng, mới có thể thực hiện xuyên không thân xác. Còn khi vùng lõi được thắp sáng, nó liên quan đến một loại biến hóa nào đó của vạn giới chi môn. Thông tin mà Lâm Nguyên nhận được chỉ mô tả ngắn gọn về điều này. Ba mức độ thắp sáng cần thời gian khác nhau. Vùng rìa cần khoảng 8 tháng đến 1 năm. Vùng bên trong cần vài năm đến 10 năm còn vùng lõi lâm nguyên ước tính có thể cần vài chục năm thậm chí vài trăm năm tiến hành xuyên không ý thức đi lâm nguyên không hứng thú với việc xuyên không thân xác thứ nhất tích lũy đủ năng lượng cho việc xuyên không thân xác mất quá nhiều thời gian thứ hai xuyên không thân xác có độ rủi ro quá cao chết là thật sự chết so sánh với việc đó xuyên không ý thức có hiệu quả cao hơn nhiều nhưng trước khi xuyên không vẫn nên chuẩn bị một chút lâm nguyên bình tĩnh lại bắt đầu sắp xếp mọi thứ chủ yếu là báo cho cha mẹ rằng mình sẽ biến mất một thời gian mặc dù tốc độ thời gian giữa thế giới cao cấp và thế giới thấp có sự chênh lệch nhưng lâm nguyên không biết thế giới lần này xuyên không thuộc cấp độ nào nếu tốc độ thời gian không chênh lệch nhiều hắn ở bên đó vài chục năm chủ thế giới chỉ trôi qua vài năm cũng là một vấn đề phiền phức chuẩn bị xong mọi thứ lâm nguyên rời khỏi sân huấn luyện dưới lòng đất đi đến trước cửa một căn phòng. Sau lần xuyên không này, mình có thể sẽ đẩy con đường tiến hóa võ đạo lên đến nhị giai. Đến lúc đó, tiếp tục tải lên cho nữ thần trí tuệ, điểm công huân nhận được, hẳn là có thể nâng cấp công dân của mình lên cấp 3. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nửa năm trước, Lâm Nguyên đã tải lên, thần thoại thiên, và tiêu giao thiên, của võ kinh đã được cải tiến, nhận được 3.000 điểm công huân. Đồng thời, Thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo trên thương lang tiến hóa bản cũng tăng từ vị trí thứ 93 lên vị trí thứ 78. Thương lan tiến hóa bản xếp hạng trăm con đường tiến hóa, được nữ thần trí tuệ sắp xếp dựa trên sức mạnh tính toán khổng lồ, kết hợp với tiềm năng, mức độ phổ biến, độ khó tu luyện và nhiều khía cạnh khác. Võ Kinh chỉ có Tông Sư Thiên và Đại Tông Sư Thiên, xếp thứ 93. Sau khi thêm thần thoại thiên và tiêu giao thiên, tiềm năng tổng hợp được nâng cao, thể hiện ở thứ hạng tự nhiên cũng tăng lên. Có thể dự đoán, khi con đường tiến hóa võ đạo chính thức đột phá nhị giai, thứ hạng chắc chắn sẽ lại tăng lên một bậc. Rốt cuộc, từ nhất giai đến nhị giai là sự biến đổi lớn về cảnh giới, đây là bước nhảy vọt được công nhận bởi nền văn minh nhân loại vũ trụ. Nói chung, việc tải lên con đường tiến hóa võ đạo đã mang lại cho Lâm Nguyên 5.000 điểm công huân. Nâng cấp lên công dân cấp 2 tiêu tốn 1.000 điểm công huân còn lại 4.000 điểm công huân. Nâng cấp từ công dân cấp 2 lên cấp 3 cần 5.000 điểm công huân. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên đẩy cửa phòng, đi đến trước một khoang dinh dưỡng dài 2 mét. Lần xuyên không đầu tiên, Lâm Nguyên không có lựa chọn, bị cưỡng ép tòng quân, chỉ có thể liều mạng thực hiện xuyên không. May mắn thay, hắn đã trải qua 20 năm ở thế giới võ đạo, chủ thế giới chỉ trôi qua hơn 10 phút. Bây giờ, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không làm gì cả khoang dinh dưỡng này là loại quân dụng mà Lâm Nguyên mua được thông qua kênh của Liêu hội trưởng. Một khi được tiếp hoạt, thời gian duy trì tối đa không dưới 200 năm. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên nằm vào, trừ khi hắn tự mình thức dậy, nếu không chất dinh dưỡng trong khoang có thể duy trì cơ thể hắn trong 200 năm. Điều này khiến Lâm Nguyên cảm thấy rất an toàn, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện xuyên không trở về, cơ thể này gầy trơ xương. Trong đầu lóe lên cách sử dụng khoang dinh dưỡng, Lâm Nguyên mở nắp khoang, trực tiếp nằm vào xuyên không tâm thần lâm nguyên hòa nhập vào vạn giới chi môn sâu trong tâm trí trong nháy mắt một lực hút vô hình ập đến lâm nguyên chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rơi nhanh chóng trương gia bảo đèn lồng treo cao cờ xí rực rỡ không khí vô cùng náo nhiệt mọi người trong bảo đều biết phu nhân của trương bảo chủ đã sinh hạ một đứa con trai trước đó trương phu nhân đã sinh liên tiếp tám nữ nhi khiến lời đồn đại bay khắp nơi phu nhân vất vả rồi trong phòng trương khôn kích động đặt đứa bé trong tả lót xuống nhìn nữ tự yếu ớt nằm trên giường giọng nói tràn đầy đau lòng không vất vả trương lan đây là con của chúng ta mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt trương phu nhân vẫn cố gắng ngồi dậy ôm đứa bé vào lòng ánh mắt tràn đầy dịu dàng hai người âu yếm một lúc trương phu nhân liền nhắc đến chuyện chính sự phu quân vạn ma môn gần đây có chút bất an có xu hướng tiến gần về phía này chàng đã thông báo cho đạo trưởng long hổ sơn chưa phu nhân yên tâm trương khôn vỗ ngực nói ta đã sớm sai người gửi thư cho trường thanh đạo trưởng chắc hẳn hiện tại hắn đã sắp đến rồi nói đến đây trương khôn dừng lại một chút tiếp tục nói hơn nữa vạn ma môn có gì đáng sợ phu quân ta cũng được coi là cao thủ nhất lưu giang hồ sao có thể sợ đám ma tể tử kia chứ giọng điệu của trương khôn tràn đầy tự tin xem ra, lần này ta sinh ra không tệ. Trương Khôn và phu nhân không biết rằng, ngay lúc hai vợ chồng họ đang trò chuyện, đứa bé trong tả lót đã mở mắt, ánh mắt toát ra vẻ thâm trầm không thuộc về độ tuổi này. Đứa bé này chính là Lâm Nguyên. Thông qua cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người, Lâm Nguyên phán đoán rằng phụ thân của mình ở kiếp này có địa vị xã hội khá cao. Ít nhất là khi vừa sinh ra, đã có ít nhất năm bà đỡ được mời đến, cùng với hơn 10 nha hoàng hầu hạ. Cho dù ở thế giới nào, người bình thường chắc chắn cũng không thể làm được điều này. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên cảm thấy buồn ngủ. Lúc Lâm Nguyên mở mắt ra lần nữa, hắn nghe thấy những âm thanh ồn ào. Cửa phòng đóng chặt, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài. Mẫu thân hắn thì đầy vẻ lo lắng. Chuyện gì vậy? Lâm Nguyên mở to mắt. Vừa rồi không phải vẫn ổn sao, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Mẫu thân hắn thấy Lâm Nguyên tỉnh dậy, lập tức ngồi lại gần, nước mắt lưng tròng, hài tử, tám vị đà chủ của vạn ma môn đã giết đến, phụ thân con cùng với các cao thủ trong bảo đã ra nghênh chiến. Nhất định có thể đánh lui vạn ma môn, mẫu thân ôm lâm nguyên, nói như vậy không phải là để an ủi đứa bé, mà là để an ủi chính mình. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Phụ thân hắn, Trương Khôn, toàn thân đầy máu bước vào. Trương Lan, bên ngoài thế nào rồi, mẫu thân hắn, Tô Vân, vội vàng hỏi. Không chống đỡ nổi nữa, vạn ma môn không chỉ có tám vị đà chủ, còn có một vị hộ pháp ẩn nấp trong bóng tối, trương gia bảo chúng ta, trương gia bảo xong rồi. Trương khôn mặt mày xám xịt. Hắn không ngờ rằng, để đối phó với trương gia bảo, vạn ma môn lại phái cả một vị hộ pháp đến. Có thể trở thành hộ pháp của vạn ma môn, ít nhất cũng phải là cao thủ vượt qua cấp bậc nhất lư. Bây giờ phải làm sao, Tô Vân trầm mặt một lúc, hỏi hai người đi đi trương khôn đi đến phía sau giường nhẹ nhàng vỗ một cái một đường hầm xuất hiện đường hầm này dẫn đến mười dặm bên ngoài nàng hãy mang theo con đi thật xa cả đời này đừng quay lại sau khi mở đường hầm trương khôn như mất hết sức lực suýt ngã xuống đất trương lan chúng ta cùng đi cùng rời khỏi nơi này tô vân liếc nhìn đường hầm lập tức nhìn trương khôn nói ta đi không được trương khôn lắc đầu ta trúng một chưởng của hộ pháp vạn ma môn tâm mạch đã đứt sống không được bao lâu nữa trương khôn nhìn lâm nguyên giọng nói trở nên dịu dàng ban đầu ta đã nghĩ sẵn tên cho con là sơn phong trở thành ngọn núi vững chắc của trương gia bảo chúng ta đáng tiếc không còn sau này nữa nói xong trương khôn lấy ra một miếng ngọc bội nhét vào trong tả lót mặt trước ngọc bội khắc hai chữ sơn phong làm xong tất cả trương khôn ngẩng đầu nhìn thê tử tô vân đợi con lớn lên đừng nói cho nó biết thân thế của mình cứ sống bình thường như vậy là được ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho ta nói xong trương không liền đẩy tô vân vào đường hầm thông qua mật đạo mẫu thân tô vân đã thành công rời khỏi trương gia bảo tuy nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau truy binh của vạn ma môn đã ập đến rõ ràng mật đạo trong phòng đã bị phát hiện trong tình thế cấp bách tô vân không còn cách nào khác ngoài việc đặt lâm nguyên vào một bụi cỏ rậm rạp mẫu thân sẽ dẫn bọn chúng đi nàng nói chờ mẫu thân quay lại đón con nói xong tô vân lao về hướng ngược lại là thê tử của trương khôn cao thủ nhất lưu tô vân dĩ nhiên không phải người thường dù vừa mới sinh nở thực lực của nàng vẫn thuộc hàng cao thủ tam tứ lưu khinh công càng thêm xuất chúng thế nhưng hai ba canh giờ trôi qua tô vân vẫn chưa quay lại chắc là không về được rồi lâm nguyên thầm nghĩ sau ngần ấy thời gian nếu tô vân đã cắt đuôi được truy binh ắt hẳn nàng đã quay về nàng không quay về chỉ có thể là đã thất bại hậu quả ra sao không cần phải nói cũng biết hai lâm nguyên khẽ thở dài chỉ mới vừa rồi hắn còn là người thừa kế được vạn người kính ngưỡng của trương gia bảo giờ đây mọi thứ đã tan thành mây khói rắc rối rồi Lâm Nguyên nhíu mày. Giờ không phải lúc than thở. Việc cấp bách là tìm cách sống sót. Lần xuyên không này, Lâm Nguyên rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Là một đứa trẻ sơ sinh, hắn không thể làm gì nhiều. Nếu rời khỏi tả lót, hắn sẽ chết cống. Còn khóc lớn để thu hút sự chú ý. Ai biết được người đến sẽ là người tốt hay chính là truy binh của ma môn. Hơn nữa, nơi Lâm Nguyên đang ở vô cùng hẻo lánh, dường như không có bóng người e rằng chỉ cần hắn phát ra một tiếng động nhỏ, sẽ có chồn sói hổ báo kéo đến. Đối với giả thú, trẻ sơ sinh chẳng khác gì một món ngon. Tiếc thật, Lâm Nguyên bất lực, giá mà muộn thêm vài tháng, không, chỉ cần vài ngày với ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần có thời gian, Lâm Nguyên sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lần xuyên không đầu tiên, khi mới 3 tuổi, hắn đã ngộ ra đại la hán Phật quyền, bước vào tiên thiên cảnh. Tuy thân thể trẻ sơ sinh có nhiều hạn chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất lực, ít nhất vẫn có khả năng phản kháng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh chóng. Dù được quấn trong tả lót, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy từng đợt lạnh lẽo ập đến. Nếu là đứa trẻ khác, lúc này chắc đã khóc ré lên. Nhưng Lâm Nguyên không, hắn biết, một khi phát ra tiếng khóc, sẽ thu hút giả thú đến gần, rồi bị tha đi ăn thịt. Tuy nhiên, dù vậy, mùi sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh vẫn thoang thoảng lan ra. Không lâu sau, Lâm Nguyên nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ gần đó. Rõ ràng, âm thanh này không phải do con người tạo ra. Phải làm sao? Tim Lâm Nguyên đập nhanh hơn. Không phải con người, vậy thì chính là giả thú. Đối mặt với giả thú, Lâm Nguyên hoàn toàn bất lực. Trong mắt chúng, hắn chỉ là một bữa ăn ngon, không có chỗ cho sự thương hại. Tiếng sột soạt ngày càng gần. Hơi thở của Lâm Nguyên chậm lại. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn đột nhiên chú ý đến những chiếc lá khô và cành cây mục trên mặt đất. Nơi đây là vùng hoang dã, cây cối rậm rạp, lá khô cành mục rải rác khắp nơi. Nhìn chầm chầm vào chúng, trong đầu Lâm Nguyên bỗng lóe lên vô số tia sáng. Ngộ tính nghịch thiên, người khi quan sát cây khô, đã lĩnh ngộ ra khô một hô hấp pháp. Khô một hô hấp pháp, thông qua nhịp thở đặc biệt, thu liễm toàn bộ khí tức, mô phỏng trạng thái của cây khô. Trong nháy mắt, khí tức trên người Lâm Nguyên biến mất hoàn toàn. Mùi sữa thoang thoảng trước đó cũng không còn. Thậm chí, làn da trắng hồng của hắn cũng dần chuyển sang màu nâu sẫm của cây khô. Nhìn từ xa, Lâm Nguyên giống như một khúc gỗ được bọc trong tả lót. Ngao ô, cách đó vài mét, một con sói trưởng thành ngơ ngác, nó hít hít không khí, phát ra tiếng gầm gừ nghi hoặc. Sau khi lượng lờ xung quanh một hồi, xác định không có mùi thức ăn, con sói đành quay đầu bỏ đi. Trong tả lót, Lâm Nguyên thu liễm khí tức, ý thức vẫn tỉnh táo. Nhận thấy tiếng sột soạt đã xa dần, hắn thở vào nhẹ nhõm. Khô một hô hấp pháp. Lâm Nguyên duy trì môn bí thuật thu liễm khí tức này. Thực ra, về các loại bí thuật thu liễm khí tức, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được nhiều loại trong lần xuyên không đầu tiên. Tuy nhiên, những bí thuật đó đều cần nội khí hoặc nguyên khí để hỗ trợ mà hiện tại lâm nguyên chỉ là một đứa trẻ sơ sinh làm gì có nội khí hay nguyên khí còn khô một hô hấp pháp mới được sáng tạo ra chỉ cần điều chỉnh nhịp thở là có thể đạt được mục đích thu liễm khí tức phù hợp với tình trạng hiện tại của lâm nguyên tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì lâm nguyên quan sát xung quanh không hề buông lỏng cảnh giác thời gian dần trôi qua chớp mắt đã qua nửa ngày lâm nguyên cảm thấy cơn đói cồn cào toàn thân từng tế bào đều truyền đến cảm giác đói khác Ngộ tính nghịch thiên, khi ngươi chịu đựng cơn đói, đã lĩnh ngộ ra đông miên hô hấp thuật. Ngộ tính nghịch thiên một lần nữa cứu mạng lâm nguyên. Đông miên hô hấp thuật có thể giảm thiểu tối đa sự tiêu hao của cơ thể. Kết hợp với khô một hô hấp pháp, lâm nguyên chẳng khác gì một khúc gỗ thực sự. Hai ngày sau, lâm nguyên duy trì chút ý thức cuối cùng. Đúng lúc này, một đạo sĩ mặc đạo bào từ trên trời hạ xuống có người đến còn là một đạo sĩ tinh thần lâm nguyên chấn động đây là người sống đầu tiên hắn nhìn thấy trong hai ngày qua không quản được nữa lâm nguyên nhanh chóng giải trừ khô một hô hấp pháp và đông miên hô hấp thuật cứ tiếp tục thế này sẽ chết thật mặc dù đông miên hô hấp thuật có thể giảm thiểu tối đa sự tiêu hao của cơ thể nhưng cũng chỉ là giảm thiểu là một đứa trẻ sơ sinh hai ngày đã là giới hạn kéo dài thêm nữa đông miên hô hấp thuật cũng không thể chống đỡ được. Nghĩ vậy, Lâm Nguyên dùng hết sức lực, khóc lớn lên. Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, vị đạo sĩ kia rõ ràng đã chú ý là trẻ bị bỏ rơi. Đạo sĩ có vẻ ngoài trung niên, thần sắc đầy mệt mỏi. Hửng! Là trẻ bị bỏ rơi ở trương gia bảo. Đạo sĩ lập tức nhận ra thân phận của Lâm Nguyên từ hoa văn trên tả lót. Miếng ngọc bội này là của Trương Huynh đây là con của trương huynh mắt đạo sĩ bỗng nhiên ương ước hắn chính là trường thanh đạo trưởng vài tháng trước trương khôn đã gửi cho hắn một lá thư nói rằng đã phát hiện tung tích của vạn ma môn trường thanh đạo trưởng lập tức lên đường đến trương gia bảo tuy nhiên trên đường đi hắn bị mấy tên hộ pháp của vạn ma môn tập kích bị trì hoãn mất vài ngày đến khi đến nơi trên dưới trương gia bảo đã chết sạch Đúng lúc trường thanh đạo trưởng đau khổ tột cùng, định quay về Long Hổ Sơn báo cáo, thì lại nghe thấy tiếng khóc của Lâm Nguyên, hơn nữa đứa trẻ này còn là con trai của Trương Khôn. Cốt tốt tốt trường thanh đạo trưởng lập tức bế Lâm Nguyên lên, đưa tay sờ soạn một hồi, huyết mạch của Trương Huynh không đứt. Trong mắt trường thanh đạo trưởng, một đứa trẻ sơ sinh như Lâm Nguyên, nếu bị bỏ rơi ngoài trời nửa ngày, chắc chắn sẽ chết cống. Mặc dù hắn không biết Lâm Nguyên đã ở đây bao lâu, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh rõ ràng là không chỉ nửa ngày vì vậy trường thanh đạo trưởng định dùng chân khí của mình để bồi bổ bản nguyên cho đứa bé mặc dù việc này sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí của hắn nhưng trường thanh đạo trưởng không quan tâm chính vì hắn đến muộn mà trương gia bảo mới bị tàn sát giờ đây nếu ngay cả huyết mạch cuối cùng của trương gia bảo cũng không giữ được hắn thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa hả cơ thể không có gì tổn thương. Trường Thanh đạo trưởng ngây người. Hắn phát hiện cơ thể đứa bé rất khỏe mạnh, ngoại trừ khí huyết suy nhược, chắc là do đói thì không có vấn đề gì khác. Thật không thể tin được, Trường Thanh đạo trưởng lẩm bẩm. Đứa nhỏ, sau này con chính là người của Long Hổ Sơn ta. Trường Thanh đạo trưởng ôm Lâm Nguyên vào lòng, lập tức lên đường trở về Long Hổ Sơn. Tại chân Vũ đại điện trên Long Hổ Sơn, Trường Thanh đạo trưởng đứng trước mặt Thương Thanh chân nhân, kể lại toàn bộ sự việc. Thương Thanh chân nhân là phủ chủ đời này của Thiên sư phủ, là một vị thái đẩu võ lâm uy danh hiển hách. Môn chủ đời này của vạn ma môn hùng tài đại lược, đã bước vào thiên tượng cảnh, cho nên mới ra lệnh cho môn đồ cướp bóc khắp nơi, để chấn hưng ma uy, thương thanh chân nhân chậm rãi nói. Sau đó, ông nhận lấy lâm nguyên từ tay trường thanh đạo trưởng. Đứa nhỏ tội nghiệp, thương thanh chân nhân thở dài, trương bảo chủ cả đời hành hiệp trượng nghĩa hắn chết dưới tay vạn ma môn thiên sư phủ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đúng rồi đứa nhỏ đã được đặt tên chưa thương thanh chân nhân hỏi ta tìm thấy một miếng ngọc bội khắc hai chữ sơn phong trong tả lót chắc là tên trương huynh đặt cho con trường thanh đạo trưởng nhỏ giọng nói sơn phong sơn phong thương thanh chân nhân lẩm bẩm thôi được từ nay con sẽ tên là trương sơn phong cứ như vậy Lâm Nguyên ở lại Long Hổ Sơn Ban đầu, trường thanh đạo trưởng còn lo Lâm Nguyên sẽ quấy khóc, làm phiền đến người khác Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, ông phát hiện Lâm Nguyên vô cùng ngoan ngoãn, chưa từng quấy khóc bao giờ Nếu đói, hắn sẽ mở to đôi mắt đen lấy nhìn ông chằm chằm, hiểu chuyện đến mức quá đáng Còn về việc trẻ sơ sinh cần bú sữa, dưới chân Long Hổ Sơn có không ít thôn xóm, trong đó không thiếu nữ tử mới sinh con trường thanh đạo trưởng đành mặt dày xin sữa của những nữ tử này, miễn cưỡng nuôi sống Lâm Nguyên. Thời gian thấm thoát trôi qua, 10 năm đã trôi qua Long Hổ Sơn, buổi chiều tà. Lâm Nguyên, khoác trên mình đạo bào xám tiêu chuẩn, dừng bước trước một tảng đá khổng lồ. 10 năm rồi sau, ngồi xuống tảng đá, Lâm Nguyên chìm vào suy tư. 10 năm qua, Lâm Nguyên đã am hiểu khá nhiều về thế giới này. Hệ thống tu luyện ở đây chia thành chính phẩm, từ cửu phẩm thấp nhất đến nhất phẩm cao nhất. Trên nhất phẩm là thiên tượng cảnh, nơi mà cường giả được ví như một thiên địa, cảm ngộ được khí cơ vạn vật, vung tay nhất chân là có thể làm núi lở đất nứt. Ngay cả trong liên minh nhân loại vũ trụ, thiên tượng cảnh cũng tương đương với chiến lực nhị giai. Điều này cho thấy, thế giới hiện tại cao cấp hơn thế giới võ đạo mà Lâm Nguyên từng đặt chân đến trước đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.